Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, giá Bitcoin củng cố trong mô hình nên mở rộng, duy trì trên mức 65.000 đô la. Sự tích lũy gần đây của cá voi và sự phục hồi của thợ đào sau khi đầu hàng báo hiệu sự tự tin mạnh mẽ của thị trường. Bitcoin đã chứng kiến sự chậm lại trong tuần này, dẫn đến giá giảm từ 68.400 đô xuống còn 65.200 đô la. Mức giảm này có thể là do việc phân phối Bitcoin cho các chủ nợ của sàn giao dịch MT.GOX. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là tăng giá khi Bitcoin tiếp tục chứng kiến dòng tiền đổ vào đáng kể từ các ETF. CEO của CryptoQuant, Ki Jung-ju, đã đánh dấu Bitcoin vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. 358.000 Bitcoin đã được chuyển đến các địa chỉ nắm giữ cố định trong tháng qua, trong khi tháng 7 cũng chứng kiến 53.000 Bitcoin chảy vào các ETF spot toàn cầu. Sự tích lũy chưa từng có này của cá voi và những người nắm giữ lâu dài cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào giá trị tương lai của Bitcoin. Một số liệu khác làm nổi bật tình trạng định giá thấp của Bitcoin là Hash Ribbon. Công cụ này theo dõi các đường trung bình động 30 ngày và 60 ngày của tỷ lệ băm Bitcoin để xác định giai đoạn đầu hàng và phục hồi của thợ đào. Một sự giao thoa tăng giá gần đây giữa các độ dốc MA này cho thấy thợ đào Bitcoin đang phục hồi sau khi đầu hàng, một dấu hiệu mua cổ điển. Tín hiệu này rất quan trọng, đặc biệt là sau sự kiện halving lần thứ tư của Bitcoin, theo truyền thống sẽ dẫn đến cú sốc cung và khả năng tăng giá do phần thưởng của thợ đào giảm. Do đó, dự báo giá Bitcoin cho thấy cơ hội tốt hơn để phá vỡ đường xu hướng trên cao và báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng. Được tăng giá sau khi phá vỡ có thể đẩy tài sản lên mục tiêu ngắn hạn là 90.000 đô la. Bất chấp được bán tháo giá Bitcoin trong tuần này, được tăng giá lên 68.000 đô đã giúp các nhà giao dịch ngắn hạn có lãi trở lại và các số liệu on-chain vẫn lạc quan. Theo Glassnode, trong xu hướng tăng này, Bitcoin đã tăng trên cơ sở chi phí nắm giữ ngắn hạn, làm nổi bật sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại. Nhóm nhà đầu tư ngắn hạn đã chứng kiến hơn 90% nguồn cung của họ bị lỗ sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất là 53.500 đô la vào ngày 5 tháng 7, khiến họ rơi vào tình trạng căng thẳng về tài chính. Đợt tăng giá này hiện đã phá vỡ trở lại trên cơ sở chi phí của các nhà đầu tư ngắn hạn, trả lại 75% nguồn cung nắm giữ của họ thành lợi nhuận chưa thực hiện. Điều này có thể thấy trong số liệu STHMVRV hiện đã phục hồi trên mức hòa vốn là 1.0. Cơ sở chi phí Bitcoin STH hay giá thực tế là một số liệu biểu thị giá mua trung bình của Bitcoin đối với các nhà đầu tư được coi là những người nắm giữ ngắn hạn, được xác định bởi sự biến động của các đồng tiền được nắm giữ trong thời gian dưới 155 ngày. Dữ liệu từ lúc into Bitcoin cho thấy Bitcoin đã phá vỡ mức 68.000 đô la vào ngày 22 tháng 7 và tăng lên trên mức giá thực tế của các nhà đầu tư ngắn hạn tại thời điểm đó là 65.329 đô la. Ngoài ra, đợt phục hồi mới nhất đã kéo MVRV của tất cả các nhóm nhà đầu tư ngắn hạn lên trên 1, cho thấy lợi nhuận của họ đã thay đổi như thế nào giữa các nhóm người mua gần đây. Hiện tại, tất cả các thành phần của nhóm người nắm giữ ngắn hạn đã quay trở lại với lợi nhuận tích cực. Điều này làm nổi bật sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại. Điều này là một thông tin tích cực đối với tâm lý chung của nhà đầu tư. Crazy Block, một nhà phân tích ẩn danh tại CryptoQuant tuyên bố, tỷ lệ MVRV cho thấy giá Bitcoin vẫn duy trì mức cao hơn chi phí cơ sở trung bình của những người nắm giữ ngắn hạn. Tỷ lệ MVRV là một số liệu quan trọng trong phân tích Bitcoin. Lợi nhuận của nó trên cơ sở chi phí của các nhà đầu tư ngắn hạn rất quan trọng để duy trì triển vọng tăng giá, khuyến khích dòng vốn mới đổ vào thị trường. Chu kỳ giá Bitcoin lịch sử dựa trên logic hành vi của người nắm giữ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định giá và tâm lý thị trường tăng giá trên mức cơ sở chi phí trung bình của các nhà đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 7, các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ đã chứng kiến dòng tiền chảy ra tổng cộng 77,92 triệu đô la, chấm dứt chuỗi 12 ngày dòng tiền chảy vào. BIBT của Bitwise dẫn đầu dòng tiền chảy ra với 70,3 triệu đô, tiếp theo là ARKB của Chainalysis với 52,3 triệu đô la và GBTC của Rayskill đứng thứ 3 với 27,3 triệu đô la dòng tiền chảy ra. IBIT của BlackRock là quỹ duy nhất có dòng tiền chảy vào là 71,9 triệu đô, trong khi các ETF còn lại không có dòng tiền nào. Tính đến ngày 23 tháng 7, 10 quỹ Bitcoin ETF bắt đầu giao dịch vào ngày 11 tháng 1 đã chứng kiến dòng tiền chảy vào là 17,5 tỷ đô với hơn 59,97 tỷ đô la tài sản được quản lý. Dòng tiền đổ vào ồ ạt mà các quỹ Bitcoin ETF spot chứng kiến trong vài tuần qua là cao nhất kể từ tháng 5, khi họ công bố tổng dòng tiền đổ vào dòng vượt quá 4 tỷ đô từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6. Thông tin tiếp theo, các quỹ Ethereum ETF đã có khởi động mạnh mẽ sau khi thu hút hơn 100 triệu đô la vào ngày 23 tháng 7, ngày giao dịch đầu tiên của các quỹ này, nhưng vẫn chưa thể so sánh với màn ra mắt ETF hành trào của Bitcoin vào tháng 1. Các Ethereum ETF đã ghi nhận dòng tiền chảy vào khoảng 10% đến 20% so với Bitcoin. Con số này phù hợp với kỳ vọng, xét đến tổng vốn hóa thị trường lớn hơn của Bitcoin.
nhưng không đủ để xua tan nỗi lo rằng ETH có thể khó bán hơn Bitcoin đối với các nhà đầu tư truyền thống. Bitcoin ETF đã được thiết lập các tiêu chuẩn mới với đợt ra mắt ETF thành công nhất trong lịch sử tài chính. Câu chuyện về Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị đơn giản hơn và dễ hiểu hơn nhiều, trong khi đề xuất giá trị của Ethereum phức tạp hơn, sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn và nhiều nỗ lực hơn. Tuy nhiên, Ethereum sẽ thu hút được sự quan tâm đáng kể của các tổ chức. Dòng tiền đổ vào mạnh đã làm giảm bớt sự lo lắng của thị trường xung quanh đợt ra mắt Ethereum ETF. Chỉ số Ethereum Fullmax Implied Volatility, viết tắt là EVIV, đo lường mức độ biến động dự kiến trong 30 ngày của ETH, đã giảm 4 điểm xuống còn khoảng 65 trong 24 giờ sau khi các ETF được niêm yết. Trước khi ra mắt, thị trường đã định giá trong sự không chắc chắn từ dòng tiền ETF bất ngờ đổ vào. Sự sụp đổ của biến động diễn ra ngay sau ngày giao dịch đầu tiên cho thấy thị trường có thể kỳ vọng dòng tiền ETF sẽ có tác dụng ổn định trên thị trường giao ngay ETH. Và thông tin cuối cùng, altcoin nào có người nắm giữ trung thành nhất? Sentiment gần đây đã công bố dữ liệu 10 năm về các altcoin đáng chú ý, đồng thời là số lượng các ví altcoin đang được nắm giữ. Litecoin đứng đầu bảng xếp hạng với 8,08 triệu ví có số dư khắc không, phản ánh vị thế tài sản lâu đời nhất được phân tích. Ra mắt vào năm 2011, sự tăng trưởng ổn định này cho thấy sự tự tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và xu hướng thị trường thuận lợi. Dogecoin đứng thứ hai với 6,69 triệu ví khác không, trở thành đồng tiền meme lớn nhất theo bùng nổ thị trường. Một cộng đồng sôi động và sự hỗ trợ từ Elon Musk đã thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể về số lượng ví. XRP tự hào có 5,24 triệu ví có số dư khác không, cho thấy số lượng người dùng lớn và ổn định. XRP vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định và lòng tin của nhà đầu tư, với số lượng ví tăng khoảng 340.000 kể từ tháng 1. Chainlink có tốc độ tăng trưởng chậm hơn các tài sản khác. Chainlink có 7.22.000 ví khác không, thấp nhất trong số các tài sản được so sánh. Trong khi đó, Shiba Inu ra mắt sau Chainlink 3 năm có 1,39 triệu ví khác không. Mặc dù ít hơn Litecoin và Dogecoin, nhưng nó cho thấy lượng người dùng đang tăng lên. Số lượng người nắm giữ Shiba Inu đã tăng đều đặn, phản ánh một cộng đồng trung thành vẫn đang phát triển. Phân tích các địa chỉ hoạt động của những ví này cung cấp thêm thông tin chi tiết về mức độ tương tác của chúng. Shiba Inu có 21.799 địa chỉ hoạt động tính đến ngày 24/7/2024, với mức tăng đột biến đáng kể vào đầu tháng 3, đạt khoảng 152.000. Mặt khác, XRP có 95.273 địa chỉ hoạt động, cho thấy mức độ tương tác cao hơn. Phạm vi địa chỉ hoạt động của XRP từ 60.000 đến 160.000, cho thấy hoạt động của người dùng cao hơn so với Shiba Inu. Nhìn chung, phân tích của Sentiment làm nổi bật mức độ tăng trưởng và tương tác khác nhau của các altcoin này. Litecoin và Dogecoin tự hào có lượng người dùng lớn, trong khi XRP và Shiba Inu cho thấy mức tăng trưởng ổn định và tương tác tích cực. Ngoài ra, mức tăng trưởng chậm hơn của Chainlink cho thấy nó tụt hậu so với các altcoin khác về mức độ chấp nhận của người dùng. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.